Xin chào mừng quý bà con, chào quý khán giả đến với chương trình Alo Bác sĩ Cây Trồng do tập đoàn Arama thực hiện Với chủ đề là giữ vững niềm tin, quản lý hiệu quả côn trùng chích hút Ở trên tất cả các loại cây trồng thì đối với côn trùng chích hút thì bà con chúng ta cũng rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? À? Ví dụ như là rầy nâu, bù lạch, đó, kể cả là một số loại côn trùng khác Chứ hút khác thì bà con mình cũng rất quen thuộc rồi Và sự cái gây hại của côn trùng chích hút thì bà con mình cũng biết Vậy thì để tìm hiểu về cái tác hại của một số loại đối với về nâu cụ lạch sâu hơn thì có thể xin mời anh Pha mình chia sẻ thì cái tác hại này được để cho bà con mình hiểu nhiều hơn nữa các bạn. À, à, cảm ơn công Thọ, thưa bà con à, kính mến. À, đó nói với côn trùng á, à, nhất là cái nhóm côn trùng chích hút đó bà con. Thì à, à, bây giờ cái câu chuyện nó cũng là cuối mùa mưa rồi và mình chuẩn bị cái vụ đông xuân sắp tới rồi đó là cái chính vụ của mình trên tất cả các loại cây trồng thì cũng đó là cái thời điểm mà chúng ta suy nghĩ tới cái đối tượng côn trùng côn trùng là một đối tượng rất là đa dạng và nó tấn công trên nhiều loại cây trồng à, nhất là bà con mình biết cái thông thường đối với côn trùng thì nó sẽ tấn công nhiều nhất ở những cái phần non những cái phần ngon nhất của cây trồng à, bà con nên lưu ý ha khi mình trồng bất cứ một loại cây gì từ cây ăn trái À, hoa màu à, kể cả cây lương thực trong đó có cây lúa thì cái phần non nhất cái phần ngon nhất mới chuẩn bị sơ khởi là cái nơi mà bà con suy nghĩ tới là côn trùng nó sẽ đến để nó tấn công đó bà con thông thường những cái loại côn trùng chích hút là nó hay nhắm vào những cái bộ phận này nhưng mà cái bộ phận này là cái phần mình cần phải bảo vệ để mình xây dựng cái cơ sở cho cái cây trồng nó khỏe nó có đủ chất dinh dưỡng nó có đủ sức thì sau này nó mới sản sinh ra cho mình năng suất được. À, do đó bà con nên lưu ý là các cái bộ phận, ví dụ đọt non, lá non, hoa, thì những cái nơi mà côn trùng chích hút nó thường hay bu bám vào, cho đó chúng ta lưu ý. Và nói về côn trùng chích hút á, trên nhiều loại cây trồng, nhất là trong cái vụ đông xuân sắp tới đó, thì bà con lưu ý các loại đối tượng sau đây. Thí à, dụ như là con bù lạch, hay là con bò trĩ đó bà con. À, trên lúa thì bà con thường hay gọi bù lạch, thì nó xuất hiện trên nhiều loại cây, cái 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 nhóm đối tượng bù lạch này nè, nó trên nhiều loại cây, từ cây rau màu, cây ăn trái và cây lúa đều có nhóm đối tượng này tấn công, kế à, đó kế cận đó thì bà con nên lưu ý là các cái nhóm nhện, trong đó ví dụ như nhện vé nè, nhện đỏ nè, nhện đỏ trên cây ăn trái, trên cây rau màu, nhện vé thì trên lúa và à, các cái đối tượng nhóm rầy À, ví dụ trong đó có rầy nâu chẳng hạn thì trên lúa à, giai đoạn đầu giai đoạn mà lúa còn nhỏ chẳng hạn rầy mẹ rầy dĩ chú đó rầy à, rầy nhảy rầy xanh à, trên cây ăn trái rồi con nhóm rầy phấn trắng trên cây rau màu cây ăn trái đều có đó là những cái đối tượng mà chúng ta cần phải lưu tâm ha bà con ha nhất là trong cái vụ cây trồng sắp tới chúng ta hiện nay chúng ta đang chuẩn bị cây con chuẩn bị đặt cây hoặc là gieo trồng này kia thì sắp tới cái giai đoạn đầu đời của cái cây trồng thì những cái đối tượng này bà con cần phải lưu ý để quản lý nó từ sớm thì sau đây xin mời bà con mình nhìn một số cái hình ảnh mà trên những cái bộ phận cây trồng và một loại cây trồng đặc một vài loại cây trồng đặc trưng mà các cái đối tượng này thường hay gây hại ví dụ trên sầu riêng thì bò trĩ bà con thấy cái hình có thể nó bu trên bông rất là nhiều nó tương đối côn trùng nó tương đối là to chứ nó không phải nhỏ nhưng mà vì nhiều khi mình sơ sức mình không có nhìn kỹ thì đến nó sẽ tấn công những cái nơi gốc kẹt những nơi khuất những cái nơi mà mình ít chú ý thì đến khi mà nó mình phát hiện ra thì nó tấn công trên cây rất là nhiều nhất là những cái bộ phận trên bông ví dụ trên bông sầu riêng bông sòi ha thì bà con thấy vừa nó tấn công trên bông sòi hoặc là trên trái sòi non chẳng hạn thì đến khi sòi nó lớn thì bà con thấy tác hại nó bị nám trái hết như vậy thế đó thì nó gây ảnh hưởng đến năng suất đến thương phẩm của chúng ta không có bán được rồi trên cái nhóm cây trồng khác ví dụ như là trên cây uh, cây uh, cà trên cây ớt cây họ cà ớt bầu bí dưa thì cũng là phục vụ cho cái mùa Tết sắp tới đó thì khi bà con đặt dưa xuống à, cũng sắp tới cái mùa đặt dưa rồi ha đặt ớt đặt cà thì đó là cái khi mà cây từ khi cây con nó đã bắt đầu nó tấn công dài đến bất cứ cái giai đoạn nào cây ra cơi đọt mới cây nhất là nhóm cây rau màu nó phải ra cái cơi đọt liên tục và nhanh thì nó mới tạo được cái năng suất nhiều do đó mình phải cây trồng này là giống cây ngắn ngày do đó chúng ta cần phải lưu tâm và bảo vệ thật là kỹ để cây trồng không có mất năng suất bất cứ một ngày nào cả do đó chúng ta lưu ý để quản lý côn trùng chính thức nhất là cung bò trĩ còn trên cây ăn trái ví dụ như là con rầy xanh và con rầy nhảy thì đó là nó tác hại lên là làm cháy cái 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 lá hết à, làm hư cái bộ lá của cái cây mà cái cây sâu riêng nó cái bộ lá như bà con biết thì lá nó rất là thưa rất là ít và cái năng suất nó phụ thuộc vào cái bộ lá này cái nhà máy mà sản xuất ra năng suất cho cái cây sầu riêng rất nhiều nếu chúng ta bảo bảo quản bảo vệ cái bộ lá này không kỹ thì bà con biết là ảnh hưởng năng suất như thế nào rồi kể cả mình làm cho nó ra bông luôn nữa thì trái nó cũng không có năng suất và kể cả nó không được không đậu trái vậy thì cây nó đã suy vì cái bộ lá nó đã mất do đó chúng ta nên lưu ý à, ngoài ra cái đối tượng rầy phấn thì trên nhiều cái loại cây trong đó có cây rau màu thì bà con cũng nên rất là lưu ý ha cái nhóm rầy phấn này cũng tương đối là phổ biến và khó trị kể cả trên cây lúa cũng có con rầy cánh trắng thấy xuất hiện thời gian gần đây đó bà con cũng nên lưu ý đối tượng này hiện nay nó cũng đang phổ biến trên nhiều cái loại cây trồng còn trên cái nhóm đối tượng cây họ có muối ví dụ như thì bà con nên lưu ý nhất là con rầy mềm à, kể cả là trên cây rau màu nữa bà con à, nếu mà thời thời tiết càng ngày càng khô mà mưa, mùa mưa mà ngưng sớm thì cái nhóm đối tượng nhất là cái con rầy mềm nó sẽ tấn công rất là sớm trên cây trồng nhất là những cái cây mà cần cái bộ cây đọt ví dụ như cây có muối một cái cây đọt nó khoảng 2 tấc cho tới 4 tấc mà nếu mà con sơ sẩy thì con rầy mềm nó bu vào hết cái cây đọt này thì lá nó bị hư hết tầng đọt đó thì cây nó sẽ bị sượng về năng suất trái nó không có đạt được cái năng suất như mình mong muốn bộ lá nó đã mất đi cái chức năng sinh lý của nó rồi à, kể cả con nhóm rầy trọng cánh nữa cũng rất là lưu tâm để dạy gì nó truyền những cái bệnh đó là những một số cái đối tượng à, gây hại trên một số cái đối cây trồng đặc trưng mà trong cái vụ đông xuân này chúng ta cần phải lưu ý hay bà con ha thì cái tác hại nói nhìn chung lại thì cái tác hại của nhóm côn trùng chích hút này á thì thông thường á thứ nhất là nó làm giảm cái sức sinh trưởng của cây trồng mà nhất là những cái cây trồng mà cây trồng ngắn ngày bà con biết họ bầu bí dưa những cái cây hoa kiển những cây mà nó có thời gian sinh trưởng ngắn á thì một từng ngày của nó nó đóng góp cái giá trị dinh dưỡng để mà nó nó tạo ra cái cái bông hoặc là cái trái cho chúng ta nó quan trọng dữ lắm do đó còn côn trùng mà nó bu vào trong cái giai đoạn mà cây mà nó ngưng sinh trưởng giảm một ngày thì đồng nghĩa với năng suất của bà con mất đi rất là đáng kể nó không nó bù lại không có kịp Đấy, bà con nên lưu ý là phải canh phòng cái đối tượng này và quản lý nó thật là tốt ngoài ra thì khi mà côn trùng chích hút bà con mà quản lý trễ á, thì trong cái thời gian mà nó hút cái cây găm cái kim nó vào trong cái cây nó hút dinh dưỡng á, thì vô tình nó truyền những cái bệnh những cái bệnh thông thường là những cái bệnh khó trị, gọi là bệnh virus ở trên cây. cây. Nhất nếu bà con nào trồng cà, trồng ớt, trồng bầu, bí dưa thì sẽ thấy được cái biểu hiện này rất nhiều. Nếu chúng ta quản lý cung trùng chích hút không có kỹ, thì cái việc mà hiện tượng nó biểu hiện trên cây do virus là nhiều lắm. À, do đó chúng ta phải quản lý kỹ đối tượng này, chứ còn khi mà bệnh nó đã xuất hiện, bệnh virus rồi thì gần như chúng ta không có trị được. Nó làm thiệt hại năng suất trên cái diện rộng cho bà con thì rất là đáng tiếc ngoài ra thì khi con côn trùng này nó bà con mà lơ là nó chích hút lên các bộ phận của cây thì vô tình nó tạo cái vết thương thì đó đó là cái đường dẫn để nắm bệnh nó sẽ tấn công vô chỗ này rất là nhiều bà con chưa kể là nó làm tăng cái chi phí đầu tư của bà con rồi mà nó tạo ra cái điều kiện nắm bệnh tấn công nữa thì chi phí đầu tư bà con nó sẽ đội lên rất là nhiều và cái quan trọng cuối cùng nó nếu bà con quản lý không có kỹ không có triệt để đó, thì nó thiệt hại trực tiếp đến cái năng suất năng suất từ cây rau màu từ cây ăn trái gì nó đều có thiệt hại đến năng suất cả thì tổng hợp lại cái tác hại của con côn trùng chích hút ở giai đoạn đầu đời của cây hoặc ở những cái giai đoạn mà chúng ta cần phải uh, uh, giữ cái cây nó tăng trưởng mạnh đó, thì là chúng ta cần phải bảo vệ những cái bộ phận đó của cây tránh khỏi côn trùng chích hút là điều rất là quan trọng hả bà con ha. Uh. Yeah. À, vâng cảm ơn kỹ sư khoa đã chia sẻ về các tác hại của một số loại côn trùng cho bà con mình nắm rõ hơn à, vậy thì qua cái sự chia sẻ của kỹ sư khoa như vậy thì cái chỉ kỹ kỹ sư khoa có cái giải pháp nào để mà cũng trao đổi với bà con mình để có được một cái giải pháp an toàn mà con mình sử dụng trong cái vụ này được không ạ à, cảm ơn công thọ thì à, khi mà đưa ra những cái tác hại những côn trùng như thế thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho bà con mình à, những cái giải pháp những cái cách thức, những cái sản phẩm nó phù hợp để cho bà con mình xử lý được các cái tình huống khi cần thiết đối với những cái cái trường hợp như trên. thì ở chúng tôi ở Adama chúng tôi đã giới thiệu cho bà con trong cũng rất là nhiều chương trình cũng rất là nhiều lần và trên thực tế ở ngoài đồng ruộng thì chúng tôi đi đến đâu chúng tôi cũng chia sẻ cho nhiều bà con biết được cái giải pháp của chúng tôi về việc mà quản lý cái nhóm đối tượng côn trùng mà nó chích hút trên cây trồng này thì thông qua cái thời gian bà con đã sử dụng khá là uh, khá nhiều ở bà con ở khắp mọi miền của đất nước đã sử dụng rất là thành công và hiệu quả trên nhiều cây trồng thì chúng tôi tổng hợp lại đây chúng tôi chia sẻ cho bà con mong bà con mình lưu lưu ý và áp dụng thực tế trên vườn của mình trong thời gian sắp tới là đó là cái giải pháp mà chúng tôi thường uh, giúp bà con mình sử dụng cái sản phẩm Galin 300HC À, với cái câu khẩu hiệu ha, giống như trên cái chai trên màn hình mà bà con thấy đó, cái chai nhỏ nhỏ xinh xinh đấy, ha, chai màu trắng, nắp màu tím đó, với khẩu hiệu là giữ vững niềm tin. À Galin 300 XC à, giữ vững niềm tin. Thì à, trong cái sản phẩm Galin này nó có cái đặc điểm gì nổi bật à, mà nó quản lý được các cái nhóm đối tượng côn trùng chích hút như trên thì à, xin mời bà con mình lưu ý như sau. Khi sử dụng Galin 300 XC á thì à, cái đặc điểm á, là cái sản phẩm này nó kết hợp rất là độc đáo à, của hai cái hoạt chất à, mà với cái cơ chế với cái cơ chế tác động là tác động lên hệ thần kinh của côn trùng mà với hai cái cách hai cái con đường hai cái cách thức tác động khác nhau trên hệ thần kinh à, thứ nhất là khi mà galin nó đi vào khi mà con bà con phun lên trên cây con côn trùng phun lên dính con côn trùng hoặc con côn trùng nó hút được cái chất thuốc galin này vào á thì nó tác động trực tiếp lên cái hệ thần kinh của côn trùng bằng cách là galin nó vào nó khóa ngay những cái cơ quan gọi là cơ quan thụ cảm giữa hai cái tế bào thần kinh với nhau đó, thì nó phải có những cái 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 kết nối về tín hiệu thì galin vào đó nó sẽ khóa chặt những cái tín hiệu đó. Nó đóng giả những cái tín hiệu nó làm cho côn trùng không hiểu, rối loạn về tín hiệu. Cái thứ hai là nó tác động vào những cái chất ion hóa trong các cái tế bào thần kinh giữa các tế bào tiếp xúc với nhau nó có những cái vùng điểm ion hóa thì con côn trùng vào nó làm mất cái chức năng bơm nước này tạm gọi như bà con thường hay gọi là từ cái máy bơm á thì nó làm khóa cái máy bơm này lại thì do đó con cái tế bào thần kinh hai cái tế bào với nhau nó không còn liên lạc được tín hiệu nữa nhờ những cái chức năng này bị khóa rồi bị làm hư rồi thì con côn trùng nó vô tình nó bị loạn tín hiệu và chất điện giải Ờ, trong chuyên môn thì chúng ta nó rối loạn tín hiệu và chất điện giải trong tế bào thần kinh thì nó dẫn đến con côn trùng nó bị rối loạn và nó không hiểu các cái tín hiệu điều khiển từ thần kinh trung ương của nó nữa và dẫn đến con côn trùng sẽ dần dần chết đó là cái cơ chế rất là đặc biệt mà có hai cái hoạt chất nó phối hợp với nhau nó tác động à, lên con côn trùng à, và cái, cái 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 đặc tính nữa là khi bà con sử dụng cái galin đó, chúng tôi khuyến cáo bà con mình sử dụng được trên đa dạng cái đối tượng cây trồng tại vì galin nó có đặc tính là thuốc ở dạng sữa À, dạng SC mà thông thường bà con mình thường hay hay nói là thuốc dạng sữa đó bà con thì nó rất là mát nó rất là phù hợp cho nhiều cái đối tượng cây trồng trong đó những cây rau màu và cây ăn trái trong những cái thời điểm quan trọng để chúng ta sử dụng để quản lý được các đối tượng côn trùng chích thuốc như trên à, nói về cụ thể từng cây thì bà con có thể lướt qua dưới khoa để mà xem xét như sau ví dụ như đối với con đối với trình cây lúa thì chúng ta có thể là dùng cái sản phẩm Galin 300 c này để quản lý giai đoạn đầu đời của cây lúa, ví dụ giai đoạn khoảng giai đoạn làm mạ đó, khoảng từ 7 tới 10 ngày, 15 ngày đó bà con. Thì bà con quản lý tốt cái đối tượng như bù lạch, rầy nâu mà rầy nâu di chú, rầy nâu mẹ. Thì cái alien này khi bà con phung đó, thì song song nó quản lý cả những cái đối tượng này, rất là tốt. À, bà con nên lưu ý, và kể cả con bù lạch hiện nay bà con đừng lơ là nha bà con, tôi nhắc bà con như thế này. Con bù lạch bà con thông thường hay để ý là chỉ theo dõi lúc lúa khoảng 7-10 ngày có biểu hiện vàng vàng thì nói là bù lạch thì đúng như thế nhưng nếu bà con thấy có cái dấu hiệu mà lúa nó không phát mà bà con bỏ qua bà con không thăm đồng kỹ không phát hiện bù lạch thì con bù lạch nó tấn công dài đến cái giai đoạn lúa một tháng luôn bà con hiện nay là con bù lạch này nó rất là khó nó không có qua nó nó không có qua như bà con suy nghĩ thông thường đâu à, nhiều bà con nói là thôi bón phân chắc nó phát nó qua nhưng mà nó vẫn còn dây dưa nó tấn công trên cây lúa chính vì vậy cây lúa không sinh trưởng một cách khỏe và cây lúa ốm yếu và đẻ nhánh không có tích cực do đó mình không đủ số chồi do đó năng suất nó sẽ giảm gián tiếp nó giảm năng suất về sao rất là nhiều đối tượng bù lạch này rất là đáng kể Chứ không phải là, là là không gây hại, do đó bà con nên lưu ý cho dù trên ruộng của mình khi đã gieo xuống giai đoạn mạ là nên lưu ý đối tượng này à, Mình à, lưu ý cảnh giác cho bà con như thế Ngoài ra tới cái giai đoạn mà giữa giữa chu kỳ cây lúa, giai đoạn mà tôi bắt đầu tạo lóng sơ khởi, chuẩn bị có làm đồng này kia đó Thì con nhện vé và con rầy phấn trắng là thông thường giai đoạn khoảng 35-45 ngày giai đoạn này thì con nhận giá và con rầy phấn trắng bà con phải lưu ý phải sử dụng galin để quản lý tốt hai cái đối tượng này trên cây lúa thì cây lúa mình nó mới khỏe về mặt cơ bản từ giai đoạn đầu kỳ và giai đoạn trung kỳ để cái giai đoạn cuối kỳ nó thật sự là cây lúa khỏe mạnh để có năng suất cho chúng ta à, do đó quản lý tốt cái đối tượng này ha bằng galin thế bà con ha à, còn đối với cây ăn trái thì ví dụ đại diện cây xoài để chúng ta giai đoạn này thì chuẩn bị cái mùa Tết những cái cây trồng mùa Tết thì lấy đại diện cây sòi và cây sầu riêng chẳng hạn thì bà con nên lưu ý Galin quản lý tốt các cái đối tượng ví dụ như bọ trĩ trên bông sòi hoặc là rầy bông nhất là cái con rầy bông sòi ha bà con ha rầy bông sòi là một đối tượng mà gây hại tương đối là rất là nặng nhất là những cái mùa bông sòi tập trung thường bông sòi bà con nào xử lý sớm xử lý nghịch phụ thì xử lý sớm thì bắt đầu nó bắt đầu nó tích lũy dần, dần dần đến cái giai đoạn mà cao điểm đỉnh điểm của cái vụ sòi á thì đồng loạt những cái cánh đồng sòi nó, nó ra hoa rất là nhiều là cái cơ hội để cho bộ trĩ rồi rầy bông sòi nó phát triển cực độ và nó tấn công thành dịch do đó chúng ta nên lưu ý nhất là những cái thời tiết mà bắt đầu chuyển hơi lạnh lạnh đó lúc mưa bắt đầu giảm mà bắt đầu chuyển hơi lạnh lạnh thì rầy bông sòi là cái đối tượng bà con cần phải quan tâm để quản lý bằng cái sản phẩm galin này đối với cái cây sầu riêng á thì bà con lưu tâm dùng dùng cho tôi hai cái đối tượng nhất là cái con rầy uh, rầy xanh và con rầy nhảy. À, con rầy nhảy thì thông thường là bà con thấy thì nó đẹp đẹp, nó phát triển ở trên bộ lá, trên lá nó gây hại rất là nhiều. Còn con rầy xanh thì bà con hơi khó phát hiện hơn và thông thường cái tác hại của con rầy xanh là nó nhiều lắm. Do đó bà con nên lưu ý cái giai đoạn mà quản lý tốt rầy xanh đó là lúc cái cái lúc mà lá nó cơi đọt. Đó. Hiện nay thì đang bà con đang xử lý cơi đọt để chuẩn bị cho cái vụ sầu riêng sắp tới đó thì xe cơi đọt hiện nay thì thông thường đang phổ biến ở cái mức cơi đọt thứ hai chẳng hạn thì bộ lá sầu riêng nhắc lại rất là quan trọng và bà con đợi mất cái cái đợt lá là cái thiệt hại để xây dựng cho một vụ sầu riêng sắp tới rất rất là là, 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 là giảm vì năng suất đó do đó bà con nên lưu ý ha thì lúc mà khi cây sầu riêng ra cơi đọt lúc mà búp chè đó bà con lúc mà nó vừa búp búp đó thì lúc đó là lúc mà cái con rầy xanh này nó bắt đầu nó tấn công vô thì nếu bà con lơ là đến khi mà bà con lá nó lớn nó chuyển qua lá lụa chẳng hạn thì bắt đầu nó có biểu hiện vàng và cháy rồi đó thì lúc ta chúng ta xử lý là gần người chúng ta xử lý rất là muộn nó đã nó đã gây hại rất là nhiều rồi do đó đối với cây sầu riêng bà con cố gắng những cái giai đoạn mà ra cây đọt thì phải quản lý tốt hai cái đối tượng là rầy xanh và rầy nhảy thì cái con rầy xanh này cái tốc độ nó gây hại nặng lắm nhanh lắm do đó bà con nên lưu tâm chúng tôi lưu tâm hơn cho bà con đấy nha À, ngoài ra thì đối với các cái loại côn trùng ví dụ như đối với cái con nhện hoặc là cái con rầy á, trên cái họ cây cam quýt thì bà con lưu ý là con nhện đỏ con nhện đỏ thì nó gây hại rất là thường trực à, trên cái 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 nhóm cây họ cam quýt thì bà con cũng lưu ý và con rầy mềm nữa thì lưu ý với bà con mình con rầy mềm nó sẽ xảy ra thường xuyên cho từng cây đỏ còn con nhện đỏ là nó lưu truyền ở trong cái cái vườn luôn thì chúng ta nên định kỳ để khống chế cái nhóm đối tượng này nhất là cái mùa nắng mùa khô ít mưa dần dần thì càng ngày nó nó gây thiệt hại cho cây nó làm vàng cây nó làm giảm năng suất cho cho cây trồng rất là nhiều nhất là cái vụ ví dụ quýt này kia bưởi để chuẩn bị cho mùa tết thì chúng ta nên lưu ý các cái đối tượng này hai bà con ha À, ngoài ra thì trên cái cây công nghiệp ví dụ như một số vùng thì có cây điều đó thì bà con cũng nên lưu ý là galin có thể quản lý tốt các cái đối tượng như là À, bọ xích mũi à, bọ xích mũi có thể trên cây điều cây ổi những cái cây trồng khác nữa bà con cây ổi bà con cũng nên lưu ý à, những bà con nào trồng ổi khu vực khác thì con bò xích mũi này cũng tấn công rất là nhiều thì bà con sử dụng gali này quản lý rất là tốt nhóm à, bọ xích mũi à, mà nó gây hại nó chích là thâm đen hết trơn đó thì bà con nên lưu ý và cái con nữa thì con bọ trĩ thì coi như nào cũng có rồi thì bà con khi sử dụng gali bà con phải quản lý vừa bọ xích mũi vừa bỏ trĩ ở cái giai đoạn bông và cái giai đoạn trái non đối với cái nhóm cây cây, uh, cây điều và cây uh, cây ổi chẳng hạn nếu bà con có nhiều trồng nhiều ổi uh, còn đối với cái nhóm mà họ bọ uh, con con uh, bọ phấn trắng á bọ phấn trắng thì bà con nên lưu ý là uh, bọ phấn trắng bộ chỉ trên cái cây ngắn ngày đây là cái cây mà nó rơi vào cái thời điểm tết rất là nhiều là nhất là dưa hấu nè ớt nè cà nè thì cái con rầy phấn trắng này bà con lưu ý bà con lạch như mặt dưới lá giống như trên hình đó nếu mà bà con cây mà tưới tắm mà ít nước gặp khô hạn bà con quản lý cây nó không khỏe lắm thì bà con phải lưu ý là sử dụng gali để quản lý cái nhóm đối tượng này chặn cho nó không nhân mật số cây thời tiết càng hạn càng khô cây càng thiếu nước thì nhóm đối tượng này nó bộc phát âm thầm từng ngày từng đêm mặc dù mình ngủ nhưng mà nó vẫn phát triển nó phát triển rất là nhanh nhiều khi bà con ra một hai ngày bà con quay trở lại bà con lật cái lá lên bà con thấy rất là bất ngờ tại sao nó sanh sản quá nhanh nó sanh sản quá nhanh thì cái nhóm bò trĩ cái nhóm rầy phấn trắng rầy mềm nó sẽ tấn công trên cái nhóm cây rau màu này rất là dữ do đó đối với những bà con trồng rau màu thì phải lưu ý cái nhóm đối tượng chích thúc nhất là cái con nhóm họ rầy trong đó thì có con con bò trĩ còn những con rầy cánh trắng dạng rầy mềm đó, bà con nên lưu ý cái đối tượng này thì à, khi mà sử dụng Galin đó, Thì à, bà con à, <laughs> Khi mà sử dụng Galin đó, Thì trên cái hình đó bà con thấy Chúng tôi đã có những cái thử nghiệm Để bà con thấy là sử dụng Galin Trên cái à, cái cây ớt à, Để mà quản lý Sử dụng Galin trên cây ớt để quản lý bò trĩ Thì ở đây có cái kết quả Cho bà con mình thấy là quản lý bò trĩ Rất là hiệu quả bằng cái màu tím tím đó. Trên cái hình đó, màu tím tím Là nó thể hiện cái hiệu lực của Galin Thì à, Galin nó quản lý vừa lưu dẫn và vừa hiệu lực trên cái nhóm bò trĩ này là bà con thấy là cái màu tím là của Galin sau một ngày, ba ngày và năm ngày sau khi xử lý bà con sẽ thấy một ngày sau khi phun là con bò trĩ nó chết 50% qua ba ngày thì nó tăng lên rồi qua năm ngày nó tăng lên nữa có nghĩa là gì? Trong khoảng từ 3 tới 5 ngày sau khi phun là bỏ trĩ chết rất là hiệu quả trên cái nhóm bộ trĩ, trên cái ví dụ đây là cây ớt và trên cái cây trồng khác cũng tương tự hay bà con trong khi đó các cái cái cách thực hành những cái loại thuốc mà mạnh nhất hiện nay của bà con thường hay xài á, là ví dụ như cái cột màu cam hoặc là màu xanh đó thì bà con thường phun vô nó không có hiệu quả bằng thì galin nó đang rất là hiệu quả trên cái nhóm đối tượng côn trùng chích hút này trong đó chúng tôi mạnh dạng khuyến cáo bà con mình nhất là bà con nào cái tần suất những cái cây trồng nào mà bà con sử dụng những cái loại thuốc khác mà trong cái thời gian dài lặp đi lặp lại nó dễ dẫn đến những cái tính kháng thuốc Hoặc là chịu đựng những cái loại thuốc đó Tại cái địa phương đó rồi Thì bà con bây giờ bà con phun thì cái hiệu lực nó không cao Trong khi đó bà con đổi qua Bà con lưng phiên qua Bà con sử dụng sản phẩm Galin này Thì một cách hiệu quả rất là tuyệt vời Và nó tạo sự khác biệt Và nó quản lý Cái nhóm đối tượng côn trùng chích hút Trong đó có bộ trĩ rất là tốt Bà con lưu ý nhất là những bà con trồng Nhóm họ rau màu thì nên lưu ý cái này à, Tiếp tục thì bà con thấy cái hiệu quả trên cái nhóm rầy thì trong đó là có bộ phấn trắng đó, thì nó trên cây cà chua thì đây là một cái hình thí nghiệm mà con thấy cái ô bên tay trái đó ba hình hình bên tay trái đó thì đó là hiệu quả của galin à, trên cây cà chua mà quản lý con bộ phấn trắng cho so với những cái thuốc khác mà bà con bà con thuốc mạnh đó những cái thuốc mà phổ thông mà bà con xài thường xuyên đó mà con đánh giá là hiệu quả cao thì bà con thấy so sánh với galin bà con thấy có sự khác biệt hay những cái mũi tên đó đỏ đỏ thì đó là thể hiện những con rầy mà sau khi phun á sau khi phun 3 ngày chúng tôi trở lại chúng tôi kiểm đếm á, thì thấy những cái thuốc mà bà con đang xài cơ bản nó vẫn quản lý được con rầy phấn trắng nhưng mà cái hiệu sức nó thấp cái hiệu quả nó thấp cái tỷ lệ mà 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 quản lý cái đối tượng này nó ít đi À, còn trong khi đó bà con xử lý cái galin đó. bà con thấy cái mũi tên đỏ đỏ là nó cũng vẫn nó còn sót con trùng mà chỉ có một con thôi, một hai con nó lạc hay gì đó không biết. Thì đó, khi mà phun rồi thì nó vẫn nó 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 hiệu quả rất là cao. À, trong khi đó lá cây thì bà con thấy nó thẳng thớm, nó xanh mướt ha. Còn những cái bọ trĩ mà khi bà có rầy mà bà con quản lý nó không hiệu quả rồi, thông thường nó chích hút cái cây nó để lại những cái vết tích kể cả nó nhìn thấy nó hiện hiện ở trên cây và nó hút cây từng ngày từng đêm thì nó làm cây lá nhăn nheo. Cái cái sức khỏe của cái lá, cái bộ lá cây nó không có được khỏe mạnh như bình thường thì cái cây dĩ nhiên nó sẽ không khỏe mạnh. Cho đó bà con nên lưu ý à, cái đặc điểm này. Thì à, ngoài ra khi mà sử dụng galin đó bà con, à, chúng tôi thấy như thế này khi mà phun lên cây trồng nói chung nhiều loại cây, trong đó ở đây mình lấy đại diện một cái cây ví dụ cái cà chẳng hạn thì khi phun lên đó bà con quản lý cây trồng bằng sản phẩm Galin này đối với những cái nhóm mà côn trùng chích hút á thì khi phun lên á cây nó luôn luôn sinh trưởng đều đặn đều đặn nó phát triển và con gọi là nó phát triển đều do cái bộ lá nó luôn luôn được giữ vững. Là tại sao khi bà con từng cây đọt lúc nó ra đọt non bà con đã quản lý bằng Galin thì côn trùng chích hút nó không có cơ hội để nó phát triển thì cây nó luôn luôn khỏe mạnh nó sử dụng hiệu quả chất dinh dưỡng phân bón của bà con bón vào thì cây nó luôn luôn phát triển tốt à, cành lá nó thì sung xê do đó cái diện tích lá nó luôn luôn đảm bảo thì cái diện tích là cái nơi mà nó quan hợp là cái nhà máy để nó tổng hợp cái cái chất dinh dưỡng để nó nuôi cả cái cây để nó dự trữ để sau này nó tạo thành quả thành trái hoặc là thành cái sinh khối để mình 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 mình, mình uh, uh, kinh tế thì cái việc mà tăng cái diện tích hoặc là tạm gọi là bảo vệ được bộ lá rất là quan trọng để mà cây phát triển khỏe và có năng suất à, bà con nên lưu ý ha, thì sử dụng galin nó rất là hay cái chỗ là gián tiếp để tạo nên cái cái cây trồng khỏe và có năng suất thì uh, bà con quản lý hiệu quả côn trùng thì một phần nào nó góp được, phần cái cây nó khỏe mạnh thì uh, đây là cái hình để mà xử lý cho trừ uh, thực tế bằng cái galin trên cái uh, cây ớt thì uh, bà con thấy uh, một bên là sau uh, khi mà xử lý uh, thì cái bên tay phải á uh, bà con thấy uh, cái cơi đọt nó rất là xanh tốt còn bên kia nó đồng thời cũng là hai cái cây hai bên nhưng mà một cái cây thì cái lá nó nhỏ nó nhăn nhiều thì uh, nó không khỏe và từ từ cái năng suất chúng ta sẽ không cây trồng không được đảm bảo còn bên cái hình bên tay phải thì bà con thấy đồng thời cũng cái cây như thế nhưng mà phung lên thì cây nó, lá bồ lá nó xanh tốt và nó to khỏe nó tăng cái diện tích lá lên để nó quan hợp tốt thì nói tóm lại khi mà bà con xử lý cái cung trùng chích hút nói chung đó, thì một phần nào đó bà con đã góp phần giữ vững được cái năng suất mong muốn của bà con trên cái cây trồng mà nhất là những cái giai đoạn cây còn non giai đoạn đầu đời hoặc những giai đoạn mà cây trồng ra cơi đọt hoặc là ra hoa đó là những cái thời điểm mà côn trùng chích thuốc nó sẽ tấn công nhiều nhất bà con nên lưu ý thì với cái đặc điểm của gali này với cái tác động kép của những cái hoạt trọng và hoạt chất có trong gali này thì nó giúp tăng cái hiệu lực phòng trị trên cái nhóm đối tượng côn trùng chích thuốc nói chung như chúng ta đã chia sẻ này giờ à, và cái quan trọng nữa khi bà con sử dụng gali á đây là một cái loại thuốc dạng sữa à, nó tương đối là nó phù hợp trên nhiều loại cây trồng nó phổ rộng và nó 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 mát cho cái cây và nó uh, đảm bảo cho cái việc vừa um, trị được con côn trùng mà vừa giúp cái, cái cái cây của mình nó phát triển một cách bình thường à, nhất là các cái bộ phận như là lá hoa là trái thì uh, khi mà sử dụng thuốc dạng sữa thì nó rất là thích hợp anh bà con cũng uh, cân nhắc để lưu ý mà sử dụng ha và khi uh, đối với kali thì bà con thấy như, như tôi trình bày nãy giờ thì quản lý được nhiều con loại côn trùng chích hút nói chung trên nhiều loại cây, nhất là những cái cây nó rất là phù hợp với cái điều kiện cái khu vực của bà con đang canh tác ở trong cái nhất là vụ đông xuân này trong cái mùa Tết thì bà con cũng nên là lưu ý áp dụng mình một cái sản phẩm này mình mua về mình xài được nhiều loại cây, mình canh tác cây gì thì mình cũng có cái cái nhóm côn trùng này nó đang gây hại hết thì Galin nó sẽ giúp bà con mình giải quyết được nhiều loại cây trồng, nó rất là dễ dàng, nó thuận tiện cho bà con. Và khi mà bộ lá khi mà cái cây nó khỏe thì gián tiếp đâu đó bà con đã sử dụng một cái giải pháp thật là hiệu quả để giúp cho cây trồng mình nó đảm bảo được cái năng suất cần thiết cái điều đó là điều rất là quan trọng khi mà trong cái vườn cây của bà con bà con quản lý côn trùng chích hút không hiệu quả thì bàn cây nó xuống nó xuống màu từ cây rau màu cây ăn trái tới cây lúa nói chung về mặt cơ bản côn trùng nó sẽ hút dinh dưỡng rất là nhiều và bộ lá nó sẽ xuống màu đi rất nhiều và gián tiếp làm giảm năng suất kể cả là thiệt hại năng sức uh, hoàn toàn ví dụ như trên cây dưa hấu chẳng hạn mà bỏ trí mà bà con quản lý không có nhiều khi là phải 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 bỏ luôn hoàn toàn phải nó quá nặng do đó bà con nên lưu ý côn trùng chích hút là không lơ là và đây hôm nay chúng ta có một cái giải pháp để, uh, để 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 biết được để áp dụng trong thời gian tới thì rất là hiệu quả thì sau đây uh, chúng tôi uh, chia sẻ với bà con nhân cái uh, chương trình này chia sẻ uh, À, một cái kết quả à, của bà con đã sử dụng sản phẩm Galin trên cây lúa để quản lý tốt cái đối tượng ví dụ như là rầy phân trắng, một cái đối tượng đang nổi lên trên cây lúa mà nhiều bà con quan mang không biết cách trị. À, trên sản phẩm Galin này thì cũng không có đăng ký trên cái sản phẩm trên rầy phấn trắng trên cây lúa luôn, nhưng mà rất là vô tình, rất là tình cờ khi bà con không không có biết cái cách nào để quản lý đối tượng này. Đối tượng này nó thoát ẩn thoát hiện và nó gây hại trên cây lúa rất là đáng kể mà thường nó gây hại vào cái giai đoạn gần trổ, nhiều khi nó nghẹn đồng nó trổ không được thì à, cũng phát sinh trong thực tế và tình cờ thì Galin đã giúp cho nhiều bà con thì hôm nay chúng tôi đang sử dụng Galin này để chia sẻ cho nhiều bà con biết trong thời gian tới để quản lý tốt cái đối tượng rầy phấn trắng trên lúa thì sau đây xin mời bà con mình lắng nghe một cái cái đoạn chia sẻ của bác nông dân à, Nguyễn Văn Hưng à, để xin mời bộ phận kỹ thuật. Galin này đối với bò phấn trắng thì tôi thấy nó hiệu quả rất là cao. Đó nó cũng giống như là cái mình chị cái con nhện vé với con gày nâu coi đồ gì đó ừ. nhưng mà tôi cũng có cái nói thêm với bà con nông dân mình nha có một cái là con bò phấn trắng đó, mình phải triệt để cái vụ mà đúng cách đó. cái càng phun như nào càng nhuyễn chừng nào đó, thì cái hiệu quả đối với con bò phấn trắng đó, nó càng mạnh chừng ấy yeah. dạ à, xin cảm ơn bà con đã À, chú ý lắng nghe cái phần chia sẻ vừa rồi, cảm ơn bác nông dân đã có đoạn chia sẻ vừa rồi với chúng ta. À, thì đó à, bà con à, à, thấy rõ là cái à, phần trình bày của tôi vừa rồi á, à, về cái sản phẩm Galin 300 si để à, quản lý à, nhóm côn trùng chích hút nói chung, à, trong đó từ cây lúa, cây rau màu, à, cây ăn trái à, thì à, à, chắc là bà con lắng nghe đã có sự chọn lựa à, giải pháp cho riêng mình à, phù hợp trong cái thời gian tới để à, quản lý thật là thiết thực cái nhóm đối tượng này và phải có cái quan điểm là phòng ngừa trước cái đối tượng này đừng để nó gây hại một cách quá nặng thì nó rất là uổng cho chúng ta nhất là cái chi phí đầu tư cho chúng ta trong cái cây trồng trong cái giai đoạn đầu đời của cây thì tốn rất là nhiều công sức và chi phí thì chúng ta phải bảo vệ nó để uh, cho một cái cây trồng nó có sức khỏe thật là mạnh để tạo được nhiều năng suất cho chúng ta trong cái thời gian tiếp theo thì uh, rất là mong bà con mình lưu ý và áp dụng uh, Galin 300 SC để quản lý côn trùng trong thời gian tới. Dạ xin cảm ơn. Dạ, kỹ thuật ơi thì bữa nãy mình có một đoạn clip ngắn với cái chú khoa thì uh, cái cái sản phẩm Galil thì mình không đăng ký trên rầy phấn trắng nhưng mà đối với đông nãy chú chia sẻ thì rất hiệu quả trên cái loại rầy phấn trắng. Như vậy thì anh Khoa có thể mình chia sẻ ngắn gọn lại một chút xíu nữa về cái hướng dẫn cái sử dụng mà bà cho bà con mình nắm rõ hơn được không Khoa về cái rẻ phấn trắng á à, à, Rồi thì à, tóm tắt lại Thưa à, à, công thọ cùng bà con như thế này thì à, để bà con mình hình dung nãy giờ thì mình thấy cung trùng nó gây hại ra sao rồi ga Galin quản lý được trên cái à, à, các đối tượng côn trùng và cây trồng nào rồi hiệu quả ra sao rồi ha? thì bây giờ mình sẽ tóm lược lại xin mời bà con mình xem cái khuyến cáo sử dụng chung của chúng tôi về ga, sử dụng galin trên cây trồng như sau đối với cái nhóm mà ví dụ cây lúa thì nó quản lý tốt ví dụ như là vụ lạch nhện vé rồi bộ trĩ rồi nâu thì thông thường theo cái kinh nghiệm của chúng tôi và theo tài liệu đăng ký cũng như là À, kinh nghiệm của nhiều bà con đã sử dụng sản phẩm Galin này hiệu quả trong thời gian qua thì chúng tôi chia sẻ như bà con như thế này sử dụng Galin với cái loại chai hiện nay trên thị trường nó có hai dạng chai dạng chai 100 cc và một dạng chai là 240 cc thì một chai 100 cc này bà con sử dụng hai bình máy cái dạng này thì nó phổ biến hơn hết bà con dạng 100 c thì nó rất là phổ biến ở nhiều đại lý nhiều cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật thì có cái dạng này thì bà con có thể hỏi để mà mua về để sử dụng trên vườn của nhà mình trên lúa của mình thì một rất là đơn giản đối với các cái nhóm đối tượng mà chúng tôi vừa trình bày thì một chai 100 cc này bà con sử dụng hai bình máy sử dụng hai bình máy là quản lý hiệu quả các cái đối tượng kể cả rầy nâu giai đoạn di trú này rầy nâu di trú giai đoạn đầu hoặc là nhện vé hoặc là bỏ trĩ nhất là câu câu bỏ trĩ và nhắc lại bà con nên lưu ý và cố gắng bà con phun đối với nhện vé giai đoạn mà lúa chuẩn bị làm đồng chẳng hạn thì quản lý tốt đối tượng này bằng cách bà con phun thật nhiều nước ha bà con ha à, cũng đơn giản là một chai như thế bà con sử dụng hai bình máy và phun thật là nhiều nước để cho nước nó thấm vào trong từng bẹ lá và nó rút vào trong cái cây lúa để nó có thể à, đủ cái lượng nước để tiêu diệt được cái con nhện vé nằm sâu bên trong bà con nên lưu ý còn đối với các cái loại cây ăn trái và cây rau màu á thì đây là cái nhóm đối tượng mà có tần suất sử dụng quản lý bỏ trĩ thường xuyên bà con thường quản lý rất là thường xuyên cái nhóm bỏ trĩ bằng nhiều cái loại thuốc và đây cũng là cái nhóm mà tương đối khó trị trên những cái loại cây trồng này do đó bà con cũng nên lưu ý các cái loại đối tượng như bộ trĩ rầy xanh nhện thì bà con sử dụng ví dụ như là 1 đến 1,5 cc trên một lít nước ví dụ như là một cái chai một cái chai là 240cc thông thường trên vườn thì bà con thường mua chai loại một xị 240cc đó thì bà con sử dụng cho một phi à, đơn giản thì bà con sẽ mua một chai một xị bà con xài cho một cái phi 200 lít và bà con cố gắng phun đều và nhất là đối với cây rau màu cây mà có tán lá cây nằm thấp mà tán lá nhiều mà, mà có nhiều đọt non có nhiều nơi để bọ trĩ hoặc những côn trùng chích hút rầy này kia nó cư trú thì bà con cố gắng bà con phun ướt mặt dưới lá ha, bà con phun kỹ phun ướt đều những cái mặt dưới lá rất là quan trọng nghe bà con nhất là đối với nhà họ cây rau màu thì do dinh dưỡng ở trong cây rau màu nó rất là tốt cho nhóm côn trùng chích hút này mà thành ra nó nhưng mà nó lại sợ nắng côn trùng là thường nó sợ nắng nó nằm ở dưới mặt dưới lá hết đó bà con nó nằm lẫn ở dưới mặt dưới lá những cái nơi khuất thì bà con phun xịt tốt đối tượng này bà con hướng cái vòi phun về những cái nơi dưới tán lá chứ nhiều khi vẫn phun ở trên mình phun chụp xuống nhưng mà để hiệu quả cao bà con phun chậm một chút bà con nên lái hướng cái vòi phun vào những cái nơi gốc uh, nghiêng qua nghiêng lại để cho cái vòi phun cái hướng cái cái giọt nước thuốc nó có thể đến tiếp cận được nhiều ở trong những cái góc khuất càng tốt có như thế thì cái lượng thuốc nó càng nhiều thì cái khả năng tiếp xúc càng nhanh thì hiệu quả côn trùng vì côn trùng nó nhanh nhất thì khi diệt nhanh nhất á, thì chúng ta đỡ bị nó gây hại, đỡ thiệt hại, đỡ xuống màu lá, đỡ phải tốn để bù cái chi phí phân bón để 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 dưỡng lại cái cây. Giờ đó chúng ta phải cố gắng kỹ một chút thì hiệu quả càng cao. Nhưng mà thưa bà con, đối với cái côn trùng chích hút á, là nó có một cái khả năng rất là dữ thì chắc bà con kinh nghiệm trồng rau màu này kia chắc biết rồi. Những cái nhóm đối tượng này tương đối là khó trị thì thường hay bà con gọi là nó hay kháng thuốc tập tính côn trùng thì đúng là nó có cái đặc điểm kháng thuốc đó bà con nhưng mà bà con lưu ý hiện nay nó không có kháng hoàn toàn những cái loại này nhiều khi nó không có khả là kháng hoàn toàn gì đâu nhưng mà do cái cách cái tần suất chúng ta sử dụng thuốc nó lặp đi lặp lại nhiều lần quá nó quen dần cái thứ hai là nhiều khi á là do bà con mình phun chưa đúng cách thì dẫn đến cái việc là dẫn đến cái việc là nó sẽ nó, nó, nó phun không đúng cách thì nó hiệu quả nó không cao và bắt buộc phải phun phi phun lại nhiều lần nữa do đó à, để mà quản lý tốt đó, thì chúng tôi khuyến cáo bà con mình phun không quá hai lần trên một vụ hết bà con và cố gắng bà con luân phiên với các loại thuốc gốc khác à, để mà hoặc là cái cơ chế khác để có hiệu quả việc côn trùng được tốt hơn thì ở đây chúng tôi à, vừa ra mắt cho bà con mình một cái sản phẩm để có thể quản lý tốt cái đối tượng nhất là cái con bò trĩ ví dụ như đó là tikima bà con có thể luân phiên giữa gali 300 này và sản phẩm mới vừa ra mắt của tập đoàn Arama trong cái số trước cũng cho có giới thiệu đó thì Tiki Ma và còn có thể lưng phiên và cố gắng phải sử dụng theo tốt theo nguyên tắc bốn đúng để đảm bảo được cái hiệu quả diệt côn trùng một cách triệt để hết bà con và có thể thì luân phiên những cái loại cây trồng mà nó khác cái tập tính với nhau thì đó cũng là một cái giải pháp để quản lý tốt đối tượng này cuối cùng thì xin bà con mình nhận nhìn lại cái Uh, chai cái mẫu một lần nữa để bà con mình nhớ tên uh, sản phẩm là 300 trăm với khẩu hiệu là giữ vững niềm tin có cái hình cái trái cà đang tươi cười á, đỏ tươi á, nắp uh, chai thì màu tím để bà con đến cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật gần nhất bà con hỏi về uh, sản phẩm này để mua về áp dụng và sử dụng để quản lý cái uh, những cái nhóm đối tượng mà nó đang gây hại trên vườn của mình trên cây trồng của mình trong uh, thời gian uh, sắp tới. Uh, Chính chúc bà con mình thành công với cái giải pháp quản lý cung trùng chính thức mà chúng tôi chia sẻ. Mong bà con mình trong thời gian tới sẽ có nhiều cái phản hồi rất là tích cực với tập đoàn Adama chúng tôi ạ. À. Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn. Sẽ chia sẻ cho các bạn tình tận tâm của kỹ sư Nguyễn Đăng Khoa. Anh đọc hỏi đầu tiên của chủ nhân Facebook có tên là Nguyễn Văn Bằng. Anh hỏi là Luân phiên Galiu với thuốc. À, nào để khỏi kháng thuốc vậy chuyên gia câu hỏi này thì xin mời anh Pha mình uh, trả lời cùng anh nè, à. hỏi khá ngắn gọn. À, à, cảm ơn anh Bằng, à, thưa bà con thân mến, thì à, à, rõ ràng là với con côn trùng chích hút á thì à, bà con biết rõ sự nguy hiểm của nó rồi là tại sao bà con lọc đi bà con một cái vụ cây trồng bà con thường hay phun đi phun lại rất là nhiều lần do đó bà con rất là sợ thường bà con dùng cái từ chung chung là kháng thuốc vậy thì thường thì bà con biết rõ những cái những cái tác dụng của loại thuốc và cái cách để làm sao mà quản lý cái loại thuốc đó sử dụng được lâu dài thì đó là hiện nay bà con đã biết rõ những cái vấn đề này những bà con nào có sự chú ý về thuốc mà quản lý trên côn trùng chính thuốc á, thì thường bà con hay lưng phiên các loại thuốc với nhau cái đó là về về mặt nguyên tắc thì cũng rất là nên đó bà con ạ à. tại vì những cái đối tượng côn trùng chính thuốc này nó thường cũng rất là nhanh quen với những một cái loại thuốc nào đó à, chưa kể là nó mình có phân lập được là nó kháng tới mức độ nào hay không nhưng mà nó rất là nhanh quen với những cái, một cái loại thuốc do đó cái việc mà nhưng mà không thể không không sử dụng nhiều lần trên một vụ tại vì sao nó tái lập cái quần thể của nó rất là nhanh nó nhân mật số rất là nhanh, nó rất là nguy hiểm do đó bà con thường phải phải lưng phiên thôi. Thì ở tập đoàn Adama chúng tôi khuyến cáo với anh cùng bà con mình là sử dụng lưng phiên giữa sản phẩm Galin 300 cc à, để vừa à, cái sản phẩm mà chúng tôi à, vừa mới ra mắt cho bà con mình trong cái thời gian gần đây còn rất là hot. Thì nếu mà có điều kiện thì bà con à, tham khảo kể cả xem lại chương trình hoặc là tham khảo trên cái phương tiện tại đại lý để xem cái sản phẩm mới đó là Takimi bà con ha là có cái khẩu hiệu là tinh khiết tạo sức mạnh thì bà con có thể lưng phiên gali và Takimi trên một cái vụ cây trồng lưng phiên với nhau trên nhiều lần trong một vụ cái tikima dạ tikima tạo tinh khiết tạo sức mạnh nè, tikima đây cái sản phẩm trên màn hình thì hai cái sản phẩm này bà con có thể lưng phiên với nhau hết bà con ha dạ xin cảm ơn anh bạn cùng bà con Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của kỹ sư Khoa và câu hỏi của anh bạn ạ. hôm nãy thì kỹ sư Khoa mình cũng đã có một cái câu mà họ không họ tính hỏi mà con mình đó là cái câu mà anh 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 Khoa anh nói về sản phẩm mới rồi con. Thì anh Pha mình anh cố tình anh nói cho bà con mình hiểu về sản phẩm mới công ty không biết bà con mình đã có bao nhiêu người đã hiểu sản phẩm mới rồi. Thì à, nãy thì anh Khoa cũng đã nhắc lại bà con mình rồi đúng không ạ? Tiki sản phẩm Tiki và tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo của chủ nhân Facebook có tên là Nguyễn Minh Tiền dạ, anh này thì, thì đồng, bà con này cũng rất là thân quen là của với chương trình à. anh đặt câu hỏi là mến chào chương trình à, cho hỏi cách quản lý con bọ xích mũi và điệp sáp kèm quản lý kiến hôi trên cây ca cao à, làm sao hiệu quả dạ, xin cảm ơn chương trình dạ, cái mời anh Pha cùng uh, gia đất câu này à. À, cảm ơn công thọ kính chào anh Tiền cùng uh, bà con thân mến thì uh, trên uh... À, con bọ xích mũi á, à, trên cây ca cao nè cây điều nè cây ổi nè thì nó xuất hiện thường xuyên à, nó gây hại rất là nhiều đó nếu bà con à, trồng những canh tác những loại cây này thì bà con thấy rõ những cái tác hại của nó à, nó thường xuất hiện trên các đối tượng này kể cả các loại cây trồng khác nữa nhưng mà thường là những trên đối tượng này là bà con thấy rõ thì à, quản lý rất là hiệu quả thì chúng tôi đã chia sẻ như phần à, đầu chương trình đã sử dụng galin 300cc thì anh có thể sử dụng một chai galin 240cc à, cho một phi 200 lít thì anh phun vào cái giai đoạn là à, những cái giai đoạn trái non, anh nhớ lưu ý ha, thường là cái cái con bọ xích mũi này thường nó gây hại vào cái giai đoạn trái mới vừa vừa đậu, nghĩa là mới vừa tượng trái đó thì anh nên lưu ý là anh phải một lần có một lần phun gali này để Thuốc kali này nó thấm vào trong cái trái Nó nằm đó Và con bọ xích uh, mũi này nó tấn công vào Thì nó sẽ chết ngay Chứ để nếu mà anh thấy phát hiện trên vườn Mà có nhiều cái đốm Cái đốm đen rồi Và nó gây hại tương đối nhiều trên Kể cả trên lá non luôn nữa à, Đốm đốm đen đen rất là nhiều Thì lúc đó mình phun Thì giống như mình phun cho một cái lứa mới Một cái đợt bông mới Hoặc đợt, đợt trái mới thôi Cho những cái trái nó bị hại đó Thì nó hư rồi à, Nó chích vô là nó thâm hết trơn rồi Thì anh nên lưu ý cái 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 sản phẩm này cái cái giai đoạn mà phòng phòng trừ tốt cái đối tượng này hết anh ha. Còn đối với cái con rệp sáp ví dụ trên cây ổi và trên các loại cây trồng khác thì chúng tôi khuyến cáo anh sử dụng hiệu quả cái đối tượng mà rệp sáp là sử dụng sản phẩm cọt mô răng. Anh sử dụng sản phẩm cọt mô răng của tập đoàn Adama thì để quản lý tốt cái đối tượng rệp sáp và nó quản lý hiệu quả cái rệp sáp mà nó kéo dài cái thời gian sử dụng nữa có thể sử dụng tới từ hạn 21 ngày anh phun một lần rồi thì nó lưu nó lưu nó lưu dẫn và nó kéo dài cái thời gian hiệu lực của nó rất là nhiều đối với chuyên riệp sáp thì trên cây ổi hoặc các cái cây rồng khác nữa anh ha cùng bà con có thể trong cái thời gian mà hết mưa chuẩn bị chuyển qua mùa nắng thì bắt đầu là riệp sáp cũng là một trong những cái đối tượng mà sẽ tấn công rất là dữ tấn công rất là dữ nhất là trên cây ăn trái thì những bà con nào trồng cây ăn trái mà giai đoạn trái non thì nên lưu ý à, cái đối tượng này để sử dụng cái sản phẩm cọt mô răng à, 108 OC Để quản lý hiệu quả đối tượng này rất là tuyệt vời Nhiều bà con khác đã áp dụng rất là thành công à, Cái giải pháp quản lý liệp à, sáp trên kèn trái bằng cọt mô răng à, Xin giới thiệu cùng anh, cùng bà con ạ à. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của kỹ sư Nguyễn đăng Khoa Và cảm ơn anh Nguyễn Minh Tiền đã gửi câu hỏi đến uh, cho chương trình à. uh, Và chúng ta tiếp tục sẽ đến với một uh, câu hỏi tiếp theo À, câu hỏi của chủ nhân Facebook có tên là Nguyễn Thu Phương anh hỏi về cái cây sầu riêng à, vấn đề cây sầu riêng cho tôi hỏi để quản lý rầy xanh chỉ cần dùng một số ga liêu có cần phối trộn thêm hoặc chất khác không và thuốc ga liu quản lý rầy xanh được bao nhiêu ngày tùy một cây đọt uh, vì một cây đọt thời rất là dài dạ câu hỏi này xin uh, anh Khoa trả lời cùng anh ạ à. À, thưa anh Phương thân mến cùng bà con thân mến À, đúng là như vậy đó anh ạ à. một cái cây đọt cây trồng rất là dài vậy thì galin nó sẽ quản lý uh, tốt như thế nào nếu mà mình uh, mình quản lý uh, cây trồng uh, uh, các cái đối tượng côn trùng chích hút nói chung này trong đó có cái rầy xanh mà mình quản lý liên tục tuần tự lưng phiên có cái bước mà chuẩn bị và quản lý liên tục rồi á thì uh, mặc nhiên khoảng nửa tháng anh sử dụng kali uh, nửa tháng thì cái hiệu lực nó vẫn còn đảm bảo rất là tốt nghĩa là khoảng 14 ngày cho đến nửa tháng thì hiệu quả rất là tốt à, còn nếu mà anh cái vườn của anh nó đã bị tương đối là nặng nhất là rầy xanh nó hoặc là anh có cái giả, không có giải pháp quản lý hiệu quả nào trước đó rồi thì bây giờ anh muốn uh, quản lý thật là hiệu quả lại anh mới áp dụng gali lần đầu á thì anh phun vô đó, để quản lý cái nhóm đối tượng rầy xanh này đó, thì nó sẽ hiệu quả rất là nhanh uh, bằng cái hiệu lực của gali 300 xc này và quản lý sạch Quản lý sạch cái đối tượng này trong cái lần đầu tiên và khuyến cáo anh lặp lại một lần nữa vào khoảng 10 ngày sau thôi. Anh nên lặp lại một lần. À, nghĩa là hai cái lần nó tương đối gần nhau để anh quản lý triệt để một cái lứa rầy cho nó sạch hoàn toàn. Rồi sau đó mình sẽ giãn ra những cái lần sau mà là mình giãn cái thời gian để mà quản lý ra rất là nhiều. Còn nếu mà anh đã áp dụng cái giải pháp của Adama nhiều uh, thường xuyên rồi, để mà sử dụng sản phẩm Galin này để quản lý rầy xanh á, thì anh nên uh, quản lý lần thứ nhất, cách lần thứ hai từ nửa tháng cho đến 20 ngày thì vẫn rất là đảm bảo để mà, mà lặp lại. Uh, anh nên lưu ý việc này ha. Và lưu ý với tất cả bà con thì cây sầu riêng thì cái bộ lá, cái cơi đọt thì rất là quan trọng như tôi trình bày rồi và anh nên quản lý trong cái giai đoạn sớm đừng để quá muộn khi mà thấy lá nó cháy thì lá nó đã mở ra rồi nó đã xòe ra rồi thì lúc đó con rầy uh, nó đã di trú sang một cái cơi đọt mới hoặc những cái, cái ấy mới nó nó xanh sản nó tiếp tục gây hại rồi uh, uh, mình muốn quản lý giữ được cái bộ lá không có bị cháy thì phải phun vào cái giai đoạn búp búp chè búp lá là cái giai đoạn đó là quan trọng nhất thì anh cố gắng anh phải đánh canh đúng cái thời điểm này Để sử dụng gali thì hiệu quả nó sẽ cao hơn Cái hiệu lực của thuốc cũng phát huy được tác dụng một cách hoàn hảo Rất là nhiều bà con mình lưu ý là rất là nhiều bà con sử dụng cái sản phẩm gali Cũng phun trên rầy xanh Nhưng mà phun rất là muộn Là lúc mà thấy rầy nó, nó cháy lá Nó gây hại cháy lá nhiều quá rồi bà con mới phun Thì bà con... Nói là nhiều khi chắc nó kháng thuốc Rồi phun không hiệu quả Thì đó nhiều khi là do Mình sử dụng chưa phải là bốn đúng <laughs> Chưa phải bốn đúng Mới có ba đúng chẳng hạn Là do vành phun chưa có đúng cái thời điểm Cái thời điểm nó gây hại Rồi cái lúc mà lá nó Vừa mở ra vừa búp chè Vừa chuẩn bị mở lá Là cái lúc đó là nó tấn công nhiều nhất đó bà con Thì bà con phải đúng một cái thời điểm như thế Thì nó hiệu quả nó sẽ cao hơn Xin cảm ơn Dạ vâng xin cảm ơn uh, Câu trả lời của quý sư Nguyễn Anh Khoa và bà con ơi thì đối với cậu cây trồng đặc biệt cây trái nó bị sỏi hay sầu riêng thì vấn đề cây độc non ra rất là quan trọng bây giờ bà con mình phải cứ trụ đúng lúc đi quản lý nha bà con để đạt hiệu quả cao nhất dạ thì chúng ta tiếp tục sẽ đến với cái câu hỏi tiếp theo và câu hỏi này thì về cây thanh long nha, kỹ sư khoa à. dạ, câu hỏi của anh có muốn có tên là thái minh Tân chào diễn giả Công côn trùng chích hút hại cây ăn trái rất là nhiều nhiều loại cây trồng có cả cây ăn trái và rau màu tôi sử dụng galiu và Tikima, tôi sử dụng lưng khuyên liệu hiệu, hiệu quả vậy tôi kết hợp lại hai loại có ảnh hưởng nhau không có ảnh hưởng đến cây trồng không dạ cảm ơn chương trình dạ xin anh pha có thể giải đáp câu hỏi mắt của anh ạ à. À, cảm ơn anh anh thái minh tuấn anh tuấn à, hỏi về à, hai cái sản phẩm mà hot tạm gọi là hot của adama để mà quản lý cái nhóm đối tượng này đối tượng côn trùng chích hút này thì à, có lẽ đây là một cái 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 gợi ý mà anh đặt cho chúng tôi thôi chứ thật ra hiện nay thưa bà con mình ạ à, sản phẩm à, Tiki Ma của chúng tôi mới à, vừa ra mắt à, có thể nếu mà sớm nhất thì nó mới vừa đến kệ của đại lý đó bà con nó còn rất là nóng hổi nếu bà con nào có điều kiện thì à, đến đại lý để tận mặt nhìn thấy cái sản phẩm này lần đầu tiên tại cái địa bàn của mình À, ý nói lên điều gì là đây là một sản phẩm còn rất là mới bà con chắc là có chưa có bà con nào à, đã sử dụng là hai cái sản phẩm này phối trộn cùng với nhau đâu à, cái đó là khoa tin chắc tại vì những cái lô hàng đầu tiên mới vừa bắt đầu trên đường xuống đến với bà con mình thôi thành ra là chưa có cái cơ hội để bà con phối trộn nhưng mà trong thời gian tới thì nó sẽ đến được với nhiều bà con thì cái câu hỏi đặt ra là có phối trộn được hay không thì về nguyên tắc hai sản phẩm này phối trộn với nhau được nhưng mà phối trộn để làm gì bà con thì thưa bà con đây là hai cái công cụ rất là hoàn hảo rất là tốt để chúng ta luân phiên để sử dụng trên cái nhóm côn trùng bà con biết trên không riêng một cái loại cây trồng nào cả từ cây rau màu cây ăn trái thì cái việc mà quản lý cái nhóm côn trùng chích hút trong đó từ bọ trĩ từ rầy các loại rầy à, thì à, bà con phải sử dụng thuốc để quản lý nhóm đối tượng này một vụ trên một cây trồng nào đó thì tương đối là nhiều lần vậy thì chúng ta không không cần thiết phải cộng hai loại một sản phẩm ví dụ galin cũng là đủ tác dụng rồi và chúng ta nên để cái lần khác một cái thời gian cách ly có hiệu quả cách ly tốt rồi đến cái lần thứ hai thì chúng ta nên sử dụng uh, tikima để chúng ta luân phiên để uh, hạn cái chế cái tính kháng côn trùng mà chúng ta cái hiệu lực chúng ta được đảm bảo tốt thì lúc nào chúng ta cũng có công cụ để chúng ta khống chế cái nhóm đối tượng này một cách hiệu quả hết. À, do đó khuyến cáo với bà con mình cái giải pháp luân phiên là cần thiết hơn rất là nhiều. Và à, nếu mà giải pháp có cộng thì bà con có thể cộng với những cái sản phẩm khác mà bà con thấy là bà con yêu thích những sản phẩm nào đó mà nó giờ nó hết tác dụng nó chưa có không còn cao nữa thì bà con có thể lấy sản phẩm của Adama, ví dụ như là cái Tikima bà con phối trộn thêm thì nó gia tăng lên cái hiệu lực của các cái sản phẩm với nhau rất là nhiều và nó sẽ dễ dàng để khống chế hơn trong những cái tình huống là thật sự bức thiết, thật sự khó khăn. Còn trong cái điều kiện tình huống bình thường nhưng những cái giải pháp định kỳ mà chúng tôi chia sẻ thì khuyến cáo bà con mình sử dụng riêng galin và lưng phiên với tikima cho từng lần khác nhau thì hiệu quả nó sẽ tốt nhất. Dạ, xin cảm ơn anh, chúc anh thành công ạ. À. Dạ vâng, xin cảm ơn cảm ơn câu trả lời của cái sư Nguyễn Đăng Pha à, cảm ơn câu câu hỏi của anh là câu hỏi rất là hay ạ à. à, và chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo của dối bút có tên là Hùng Dũng Trăng, một vị diễn giả cũng rất là quen thuộc của chương trình của ta à, anh đặt câu hỏi à, về cây dưa hấu à, đặc biệt là dưa hấu nhà tôi bị bộ trĩ đọt không phượt. kỹ sư chỉ dùng tôi phun thuốc hình trái cà cười Câu thì hiệu quả cao nhất ạ, à. xin cảm ơn. Dạ vâng, dạ. câu hỏi này xin Kỳ Sư Nguyễn Đăng Khoa trao đổi cùng anh ạ. À. Dạ, à, cảm ơn anh Hùng Dũng Trần. Thì à, cái này là đúng, à, câu hỏi này rất à, đại diện và đúng cho rất là nhiều bà con khác, nhất là những bà con mà trồng nhóm họ bầu bí dưa đó bà con. Mà trong cái thời gian mùa đông xuân, cũng như là thời gian tiếp theo là nó rơi vào thời điểm nắng hết rồi thì là cái việc nguy hiểm và bị gây hại của của cái nhóm đối tượng nhất là bọ trĩ này trên cái nhóm bầu bỉ dưa này rất là nhiều và cái việc đó là bà con thấy rất là rõ và lặp đi lặp lại năm nào bà con cũng trồng nhưng mà bà con cũng bị bối rối với cái cái giải pháp tại vì bà con thấy nó hiển hiện trước mắt bà con thấy con bọ trĩ như thế à, nhưng mà nhưng mà rõ ràng là nhiều khi phun nó không có hiệu quả phun nó bà con gọi là phun chơi chơi thì đó do đó nhiều khi bà con đã sử dụng những cái loại thuốc mà bà trước đây bà con đã xài bà con thấy hiệu quả nhưng bà con lặp đi lặp lại bà con xài nhiều lần rồi bây giờ nó không hiệu quả không còn cao nữa thì à, bà con đổi qua một cái loại thuốc mới ví dụ như là galin bà con chưa từng sử dụng mà đây là trong đây nó có hai cái hoạt chất trong đó nó có một hoạt chất rất là hiệu quả để quản lý cái việc là những con côn trùng mà kháng thuốc trong đó nhất là côn trùng những cái loại chích hút này nè thì nó bên trong cái sản phẩm này bà con tìm hiểu kỹ thì nó có cái hoạt chất là biphenylin một cái hoạt chất rất là à, hiệu quả để quản lý tốt cái 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 việc mà cung trùng nó đã quen những cái thuốc trước đây. Thì bà con có thể sử dụng cái galin này để quản lý trên cái nhóm bầu bí dưa nhất là dưa hấu. Thì trên dưa hấu đó, bà con nên lưu ý cái bộ cái cây cái, cái đọt dưa hấu nó có sung có tốt á thì nó cái thể hiện là cái lông cái phần lông mà nó bảo vệ cái đọt non cái lá non nó rất là dày rất là dài rất là mịn nó rất là đẹp còn nếu mà cây dưa hấu bà con thấy nó trụi rồi bà con thường gọi là trụi lông đầu đó mà nó trụi hết rồi thì đồng, đồng nghĩa với việc là à, con bọ trĩ nó đã quen đường đi lối về nghĩa là nó đi tới đi lui quá nhiều lần đó bà con nó, 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 nó ăn hết trơn những cái phần đó thì cái cây nó không thể bung cái lá non ra được do đó là bà con mình phải sử dụng là galin để À, sử dụng GALIN à, để mà quản lý tốt cái cái sản phẩm này à, đôi, sử dụng GALIN 300XC này để quản lý tốt cái đối tượng trên cái dưa hấu bà con à, à, phun vào cái dê. nhớ là bà con đừng để nó gây hại tới mức độ nặng như vậy thì cái việc quản lý nó sẽ khó hơn do đó bà con à, cố gắng thăm đồng sớm để khi mà phát hiện có bò trĩ bắt đầu tấn công thì phun con phun galin càng sớm thì cái hiệu quả nó vừa quản lý một cách dễ dàng hơn cho mình và cái cây nó không bị mất sức và nó dễ uh, phát triển một cách bình thường nó không có bị gọi là sượng cây thì uh, cái cây trồng ngắn ngày thì cái việc mà cái cây nó phát triển một cách uh, liên tục trong cái, uh, cái cái vòng đời của nó là rất là quan trọng để đảm bảo được cái năng sức thì đó là một vài cái yếu tố chia sẻ cùng anh và lưu ý là sử dụng galin uh, Bà con cố gắng để quản lý trên cái đối tượng nhất là con bò trĩ, bà con phải phun thật là kỹ, thật là nhiều nước để cho cái lượng nước thuốc nó đủ nhiều để nó thấm vào trong những cái nơi, trong những góc kẹt, nhất là cái cây dưa hấu, những cái trong cái đầu có lông như thế thì phải lượng thuốc nó đủ vào để nó tiêu diệt côn trùng một cách hiệu quả nhất là cái con bò trĩ, một cái đối tượng tương đối khó trị thì giới thiệu với bà con mình Galin à, coi như là một cái sản phẩm mới một cái giải pháp mới nếu bà con chưa biết thì nó đây là một cái sản phẩm mới rất là hiệu quả để bà con luân phiên đổi thuốc với những cái thuốc trước đây mà bà con đã xài mà nó hiệu lực nó đã giảm dần thì bà con đổi qua một cái loại thuốc mới này bà con sẽ hài lòng hơn rất nhiều à, xin cảm ơn anh cùng tất cả bà con thân mến ạ à. kính chúc bà con thành công trong một cái vụ canh tác mới dạ yeah. dạ vâng cảm ơn chia sẻ tận tình của cái sư nguyễn đăng khoa và vâng ạ và bà con thân mến đến đây chương trình alo bác sĩ cây trồng với chủ đề là giữ vững niềm tin quản lý hiệu quả côn trùng chích hút do tập đoàn arama thực hiện xin được tạm dừng tại đây và cảm ơn kỹ sư nguyễn đăng khoa đã tham gia chương trình và tư tư, tư vấn rất là tận tình cho bà con chúng ta và xin chào và hẹn gặp lại quý bà con vào thứ ba tuần sau nhé chào chân thành cảm ơn quý bà con dạ, xin kính chào Thuốc gốc đồng thông thường có rất nhiều nhược điểm như ngạt bét phun, dễ bị rửa trôi, để lại vết xám trên lá, trái, làm giảm năng suất cây trồng. Với công nghệ siêu thấm phân tử, tập đoàn Adama Israel đã nghiên cứu ra Super Master Cup 21SL có nguồn gốc từ động nguyên chất, Master Cup dễ sử dụng, bám dính tốt, loang trải đều, hạn chế rửa trôi, hiệu lực kéo dài, giúp quản lý tính kháng của vi khuẩn. Thuốc được chứng nhận bởi Viện nghiên cứu hữu cơ Omri Hoa Kỳ phù hợp với sản xuất rau quả an toàn. Super Master Cup 21SL, giải pháp đích thực của nhà nông Adama mang lại sự giản đơn cho nông.